Lên kỷ niệm tại đại phố sinh tác ba mạch 2.0 120W nhân 200 hải ở Phan Thiết ha. Thì ba mạch này nó có tích hợp Bluetooth 4.0 sẵn trên bao luôn ha. Thì cái ba mạch này sử dụng chip là TB3162 sạc nguồn từ 12 đến 24. Thì đây mình đang test cái nguồn 24V cho khách hàng ha. Rồi, khách hàng nó mua trọn bộ luôn adapter và cái mặt 120W nhân 2. Ok, thì ở đây mình đang test với cái loa Philo 2 tấc này. Loa 8A. Công suất 100W ha. 2 tấc. Loa này cho tiếng khá hay ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ cắm điện vào mình test ha. Rồi. Đèn hiển thị cho mạch ha, đèn Bluetooth. Ok, thì mình đã đắt Bluetooth sẵn rồi, giờ mình test nhạc ha. Ok, thì mình cũng nói qua ha. Ở đây mình test chưa có hết công suất của mạch này ha. Nếu mình test hết công suất của mạch này thì nó phải chạy đến một cặp loa đo, một cặp loa 2 tấc mỗi kênh. Như vậy là tổng 2 kênh, như vậy được 4 loa. Cái nguồn mình phải tăng lên ha. Bây giờ mình chưa cho chạy hết công suất của mạch. Ok, mình giờ mình tăng nhạc lại ha. Thì mình thấy nó quýnh cái loa rất là mạnh ha. Thì tất cả sản phẩm này mình đều có đăng bán trên website linh kiện tự động phối.com ha, cả lo cả mạch và cả nguồn luôn. Khách hàng nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0795759585. Ok ha.